Rồi, xin chào tất cả các bác ạ. Hôm nay em lại lên cái mẫu bếp Paloma, cái dòng nút xoáy. Nút xoáy nhỏ nhé. Nút xoáy nhỏ thì đời cao. Cái dòng này đời thấp nhất cũng là 2018. Cái dòng nút vặn nhỏ này trông rất là đẹp, thanh lịch. Đó. Và cái con nó đang quay video như thế này là đời 2021. Đây, có năm sản xuất nằm ở bên góc bên này, hoặc là cái tem bên tay phải nhé. Con này là ICF37, sản xuất tháng 1 năm 2021. Đây, hình thức rất là đẹp. Mặt mũi cũng không bị cấn kiềng nhé. Hàng bãi Nhật như thế này nó rất là đẹp. Không móp méo. Đó, vuông vức. Con này thì tụi em đã vệ sinh và chỉnh lửa ok hết rồi. Mình mua về mình chỉ có việc gắn dây ga và mình xài thôi. Đó. Gắn dây ga vào bình ga, sau đấy thì gắn pin vào đây ha, hộp đựng pin này. Đây, mở bếp thì rất là đơn giản. Ấn và xoáy một cái là lên lửa thôi. Tăng to nhỏ thì mình sẽ vặn ở đây, vặn theo chiều hướng kim đồng hồ ha. Đó, lửa lớn, xanh. Cái dòng này vừa dễ xài mà lại rất là bền. Bếp bên phải cũng thế này. Bếp này thì nó có cái chức năng tự động tắt bếp khóa ga khi mà nấu nướng để quên, tự động khóa ga khi mà ngọn lửa tắt, tức là chống rò rỉ khí ga. Đây là cái lò nướng. Rồi, các anh chị mà mình có nhu cầu sử dụng cái bếp như thế này thì cứ liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 090 799 1583. Em rất còn rất là nhiều mẫu đời cao và rất đẹp nữa nhé. Cảm ơn các anh chị đã coi video ạ.